Võ Ngoại là một làng cổ nằm trong vùng châu thổ sông Hồng, thuộc xã Võ Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Làng có số dân đông thứ hai của xã Võ Xuyên. Dân làng sinh sống trên hai bên bờ ao hồ. Mùa hè đến, các hộ gia đình dọc hai bên hồ được các hàng cây bên ven đường đang nghiêng mình tỏa bóng và được thụ hưởng hơi mát của nước từ dưới lòng hồ phả lên. Chiều tối, các cụ, các cháu thanh thiếu niên ngồi hóng mát trên những hàng ghế đá, thưởng thức không khí trong lành của thiên nhiên ban tặng cho quê hương và ngắm nhìn phong cảnh các công trình văn hóa tâm linh quần tụ giữa làng, nơi phong thủy hữu tình. Hàng năm, cứ vào ngày mùng 10, 11, 12 tháng 3 âm lịch, cán bộ và nhân dân Võ Ngoại lại tưng bừng tổ chức lễ hội truyền thống quê hương. Lễ hội truyền thống quê hương đã trở thành tục lệ của làng như bao làng quê khác của làng quê Việt Nam. Lễ hội truyền thống quê hương là nét đẹp văn hóa, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Lễ hội có tính giáo dục sâu sắc cho các thế hệ mai sau mãi mãi ghi nhớ một thời oanh liệt của tổ tiên cha ông ta đã gây dựng và dày công vun đắp lên. Chính vì vậy mà mùng 10 tháng 3 làng mở hội, cờ chiêng trống rụng nức lòng dân, hội vui làng rước nghênh thần, vui nào bằng hội mùa xuân quê nhà. Ba ngày hội hát ca tế lễ, khách thập phương tấp nập tham quan, hội làng trang trọng vẻ vang, toàn dân đón hội cả làng mừng vui. Làng văn hóa Võ Ngoại có ngôi đình cổ kính tọa lạc trên khuôn viên đất cao đẹp ở giữa làng, có đầy đủ tố chất về phong thủy và tâm linh, được nhân dân công đức xây dựng và tôn tạo nhiều lần, đáp ứng yêu cầu cho nhân dân sinh hoạt văn hóa tâm linh. Đình Võ Ngoại được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thành phố năm 2003. Vinh dự cho quê hương, năm 2014,
Đình làng được Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội xây dựng nhà bia di tích cách mạng kháng chiến. Đây là điểm lưu niệm sự kiện lịch sử cách mạng của thành phố. Các di tích lịch sử văn hóa là di sản trong những tài sản quý giá của dân tộc và là tài sản quý giá của nhân loại, chứa đựng những khả năng tâm linh của con người. Các di tích lịch sử văn hóa là cội nguồn, là tinh hoa của nền văn hóa cổ. Trong những ngày lễ hội của làng, khắp các đường làng, ngõ xóm rực rỡ cờ hoa đón chào. Dân làng vui vẻ hồ hởi, nghiêm trang tổ chức rước thánh từ miếu đi dọc đường làng rồi về đình để chuẩn bị khai mạc lễ hội. Đường làng ngõ xóm tưng bừng và náo nhiệt trong màu cờ và khẩu hiệu tuyên truyền chuẩn bị mọi mặt cho lễ hội. Các cụ, các mẹ, các em thanh thiếu niên nhộn nhịp trong buổi rước thánh về đình. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng thanh la dạo khúc cho đội múa lân xính lễ và dẹp đường để nhân dân rước thánh. Các chị em phụ nữ và mọi người ăn mặc trang phục chỉnh tề hồ hởi vui đón khách về dự lễ hội. Các cụ nam chỉnh tề trong bộ trang phục tế thánh làm thủ tục tế lễ để rước thánh về đình. Trong những ngày vui trọng đại này, nhiều người con công tác học tập và làm ăn xa quê cũng trở về quê hương dự lễ hội, thắp nén hương thơm tri ân các bậc thánh hiền và tổ tiên, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống no đủ, đồng thời tham gia công đức tiền của và hiện vật cho làng để tu bổ tôn tạo các công trình văn hóa, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm lo cho công tác khuyến học cho các cháu. Nhiều tập thể và cá nhân đã ra tâm ủng hộ cho quỹ chăm sóc người cao tuổi, quỹ khuyến học. Năm 2018, quỹ chăm sóc người cao tuổi là 185.800.000 đồng, quỹ hội khuyến học là 170 triệu đồng. Có nhiều tập thể và cá nhân ủng hộ từ 1 triệu trở lên. Sự gia tâm của cán bộ và nhân dân đã thiết thực góp phần chăm sóc động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, là cây đa, cây đề cho con cháu noi theo. Góp phần bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nhân lực cho quê hương, cho đất nước. Đào tạo nhân tài vì nhân tài là tài sản, là nguyên khí quốc gia của dân tộc. Có một nền văn hóa tốt, đất nước mới trở nên thịnh vượng và phồn vinh.